Xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh YouTube của Trần Michael. Và đây là chương trình Trần Michael xin được gửi tới quý vị những bản tin thời sự liên quan tới Hoa Kỳ và trên thế giới. Và bây giờ xin mời quý vị tới với bản tin cụ thể của chúng ta. Thưa quý vị, Tổng thống Trump đã có một cái chuyến đi tới và làm việc rất là vui với McDonald's ha. Và đã để lại rất nhiều những ấn tượng trong lòng của cử tri và những người muốn được thấy ông hay là cũng muốn tìm hiểu thêm về ông. Thì bây giờ á, cái đám cánh tả nó không làm gì được. Và cái nó cay cú nhất là cái câu chuyện mà gia đình trung lưu của bà Kamala coi như hoàn toàn sụp đổ. Và ta đã bị vạch trần ra là nói dốc vì không bao giờ đi làm tại McDonald's mà nói là mình có làm. Cho nên bây giờ cái đám cánh tả nó đang điên cuồng lên. Và nó quay sang, nó vừa đặt điều chế chuyện là Tổng thống Trump tới đó làm màu làm mè này kia ha. Rồi ngoài ra là bây giờ chuyển sang tấn công luôn cái nhà hàng. Chà, cái này thì nó cũng không có gì lạ không quý vị. Nhưng mà nó cho thấy đó là những cái đặc tính, những cái phẩm chất của phe cánh tả là như thế nào. Thì bây giờ trong Michael xin phép được mời quý vị tới với một bản tin của Daily Caller cho biết rõ hơn về cái chuyện đánh phá này với nội dung như sau. Đó là cái tiệm McDonald's ở Pennsylvania, nơi Tổng Trump đã tới làm việc đó, là đã bị đe dọa ha. Và bây giờ thì cái người chủ của cái tiệm McDonald's này phải thuê mướn vệ sĩ riêng. Vị thấy ghê chưa? Đó, vị thấy tụi nó hung tợn như thế nào chưa? Câu chuyện kể về một gia đình là gia đình Mihos đang thưởng thức bữa ăn tại một tại tiệm McDonald's ở Bucks County, Pennsylvania, cùng nhà hàng nơi mà Tổng thống Trump đã tới làm việc. Họ nhận thấy một điều kỳ lạ, đó chính là có một nhóm lính canh có súng và mặc áo chống đạn. Jessica Mihos là một bà mẹ bốn con, là một cư dân lâu năm ở Bucks County, nói với Daily Caller News rằng: chúng tôi bước vào, có vẻ như ổn. Chúng tôi gọi món và ngồi xuống. Nhưng sau đó chúng tôi nhìn bên trái và thấy một số lính canh có súng đang ngồi ở đó. Một số những người lính, một trong số những người lính canh bước ra ngoài và tôi thấy ông ta đi vòng quanh xe của chúng tôi. Tôi nghĩ là ông ta đang kiểm tra coi xe chúng tôi có bảo hiểm hay gì đó không. Sau đó tôi và chồng tôi nghĩ rằng chắc mấy người này là bên an ninh. Những này thực sự đang theo dõi chuyện gì đang xảy ra. Và sau đó là tôi đã liên tưởng việc này với việc ông Trump đã từng tới đây làm việc. Bucks County McDonald đã xác nhận các cuộc gọi vô tiệm, đe dọa và các tin nhắn trên mạng xã hội đe dọa nhân viên của nhà hàng sau chuyến thăm của Tổng thống Trump. Ông Jim Worthington, người chụp hình với lại chủ tiệm của McDonald's, bức hình do ông Jose Galindo đó, ông này cũng đang rất là tức tối. Ông này cũng đang rất là tức tối về cái chuyến thăm của Tổng Trump. Ông ta đăng lên. Thì ông Jim Worthington này, ông ấy là trưởng đoàn của Pennsylvania tại đại hội toàn quốc của đảng Dân Chủ vừa rồi, của đảng Cộng Hòa vừa rồi, và là một trong số những người tổ chức chính cho cái chuyến làm việc của Tổng thống Trump ở McDonald's, đã chia sẻ như vậy là có sự đe dọa nhắm vào nhà hàng. Để phòng ngừa và cũng như để bảo vệ nhân viên, thì chủ nhà hàng là ông Derek Giancomantonio đã quyết định là thuê mướn các lực lượng an ninh tư nhân. Và việc ông phải bỏ tiền ra thuê như vậy để chuẩn bị nhân sự cho cái buổi mà Tổng thống tới. Ông Worthington đã chia sẻ với Daily Caller thay mặt cho ông Giancomantonio: mặc dù có một số lời đe dọa, ông cho biết là phần lớn cộng đồng được cho là ủng hộ với việc Tổng thống Trump tới làm việc. Và ông nói với Daily Caller rằng là cộng đồng của chúng tôi thực sự là ủng hộ cái việc Tổng thống Trump tới đây,
Và rất nhiều người đã tới từ hồi Chủ nhật, sau Chủ nhật, chỉ để ủng hộ cho nhà hàng. Nhiều người dự đoán là sẽ có một cuộc tẩy chay, bởi vì đó là điều bình thường. Vì có những người theo đảng Dân Chủ thì họ sẽ tẩy chay thôi. Nhưng mà cái nhà hàng của chúng tôi chả bị tổn hại gì cả. Ông Worthington cũng nhấn mạnh rằng ông Giacomo Antonio đã có cái việc là thuê mướn nhân viên an ninh tư nhân, chủ yếu là để phòng ngừa và bảo đảm cho các nhân viên, chứ không phải là sợ hãi bạo lực. Ông cho biết là có những lời bàn tán, có những tin nhắn, có các cuộc gọi và phương tiện truyền thông xã hội. Khi mà người ta dùng đó để đưa ra những lời đe dọa và nói rằng là họ sẽ làm cái này cái kia. Nhưng hiện tại chưa có ai tới nhà hàng này để gây náo loạn cả. Không có gì mà ông Giacomo Antonio không lường trước được. Và không có gì khiến cho ông nghĩ rằng là bất cứ chuyện gì cũng sẽ xảy ra. Tức là cái việc ông chủ á, ông mà bứng bên phải đó quý vị, là ổng không có sợ cái chuyện đó. Và ổng cũng có việc là cũng lường trước được mọi việc, cho nên là ổng đã chuẩn bị trước rồi. Tổng Trump đã làm việc chiên khoai tây và nhận đơn đặt hàng cho các khách, tận dụng cơ hội này để cáo buộc bà Kamala đã nói dốc về việc bà từng làm tại McDonald's trong thời gian đi học đại học. Tổng Trump nói tôi tới đây làm vì bà ta là kẻ nói dối. Bà Kamala cần phải giành chiến thắng ở ít nhất 3 trong 4 tiểu bang chiến địa để lấy được cuộc bầu cử, bao gồm North Carolina, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin. Theo phóng viên dữ liệu cấp cao của CNN là Harry Entine cho biết, theo cuộc thăm dò của Washington Post và Star School, là cái trường Star School là quý vị biết đó là cái đám neocon và đám neoliberal ở trong. Ha, cái trường đó là rất deep state. Rồi cái Washington Post thì biết rồi, bởi vậy mới có thăm dò cho thấy bà Kamala dẫn trước tổng trong 2 điểm ở Pennsylvania. Và biên độ sai số cuộc thăm dò chỉ là từ 4 tới 6 điểm thôi. Ông Giacomo Antonio từ chối đưa ra tuyên bố. Ông nói với lại ông Worthington rằng ông không muốn làm bất kỳ những cái cuộc phỏng vấn nào với phương tiện truyền thông. Đây là sự lựa chọn khôn ngoan thưa quý vị. Sự lựa chọn khôn ngoan của ông chủ. Bây giờ chưa cần nói gì hết. Bây giờ phải bảo đảm cho nhân viên của mình được an toàn, nhà hàng của mình được an toàn. Rồi từ từ mọi chuyện nó sẽ trôi qua. Đó, rồi lúc đó có thể sau đó thì người ta mới bắt đầu nói rằng là làm những bản tin nói rằng là chúng tôi đã từng nghe sẽ có một cái cuộc tẩy chay nhà hàng này, nhưng mà ví dụ như sau 1 tuần 2 tuần 1 tháng khi ông Trump tới đây mọi chuyện ra sao, chúng tôi muốn quay trở lại, ví dụ vậy đó, thì cái đó nó sẽ dễ nói chuyện hơn và nó phù hợp vào cái thời điểm hơn. Chiến dịch của Tổng thống Trump và bà Kamala cũng không trả lời yêu cầu bình luận. Sở cảnh sát của Lower Southampton Township đã không trả lời các yêu cầu bình luận. Cho nên quý vị thấy không? Không có cái gì mà đám cánh tả nó không làm được. Nó không dám làm hết. Đó. Ăn không được thì phá cho thôi. Bây giờ đơn giản thôi. Kêu bà Kamala đi làm đi. Kêu bà đi làm đi. Mà trong mấy cô cũng thấy có một cái nhận định rất là đúng. Trong cái chương trình của ông John Fredericks đó quý vị. Ông dân biểu... của tiểu bang Virginia đi hạt chính nè, Morgan Griffith, ông nói ngày xưa ông đi làm ở McDonald's là năm 1976, tới bây giờ ông vẫn giữ liên lạc với những người làm chung với ông lúc đó nữa. Cho nên nếu có ai mà cáo buộc ông là nói dốc về việc từng đi làm ở đó, ông sẽ ngay lập tức kêu những người đó ra để làm chứng. Và ông cũng nói như vậy, bà Kamala, bà nói bà đi làm, mà tại sao không có bất cứ một bằng chứng nào về việc bà ta đã từng làm ở đó? Ít ra cũng phải có một tấm hình, hay là có những người bạn ở đó, hay là những người từng làm chung mà có thể bây giờ không liên lạc với bà, thì bây giờ người ta cũng thể lên tiếng được chứ, người ta cũng phải có thể truy ra được chứ. Hoặc ít ra bây giờ nói rằng là tôi từng làm ở tiệm McDonald's đó, là tiệm McDonald's ở đâu? Ở đâu? Ở góc nào? Ở đường nào? Bây giờ nó là cái gì, nó còn duy trì được hay không? Hay là nó đã trở thành một cái tiệm khác rồi, nó bán rồi gì kia đó. Cũng không có luôn thưa quý vị. Và đặc biệt là ông Griffin, ông Griffith thì ông từng làm cho nên ông biết, có kinh nghiệm mà. Ông nói rằng là bà Kamala nói là bà từng làm cashier, làm thâu ngân. Ông nói lúc đó McDonald's làm gì có thâu ngân? Lúc đó làm gì có thâu ngân?
Đó, mà chỉ là gì? Giống như là nhận đơn đặt hàng của khách thôi. Nhận đơn thôi chứ không có làm thông ngân. Đó, đó, cho nên ông cũng nói, ông nói vậy tại vì ông từng làm ở McDonald's, bây giờ ai nói ông nói dốc đi, ông đem người ra chứng minh cho biết. Cho nên là cái đám cánh tả này nó không còn gì để nói được nữa hết. Bây giờ nó chuyển sang nó tấn công nhà hàng. Quý thấy gớm chưa? Gớm chưa? Và đó chính là những gì mà Trần Mai cũng được gửi tới cho quý vị trong bản tin này. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời giờ lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Xin kính chào, tạm biệt.